Người đến với Mimin Tarot, mình ở đây để trải những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là thông điệp tình yêu năm 2020 dành cho các bạn là gì? Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Đây là tụ gì nhỉ? Có hình ngôi sao là vì sao đưa anh tới. Còn tụ số 2 chắc là người tình ánh trăng. Còn tụ số 3 là mặt trời. Mình cũng không biết là phim gì nhỉ? Đây là hình ngôi sao này, mặt trăng này và mặt trời. Ok, hãy chọn cho mình một tụ bài. Thật ra cái tên đấy là mình tự đặt thôi nhá, nó không liên quan đến cái tụ bài đâu. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên, ngôi sao. Xin chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên nên là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là thông điệp tình yêu năm 2020 dành cho bạn là gì, thì ở cái tụ bài này mình thấy trong năm 2020 của các bạn ấy sẽ là một cái năm, mình nghĩ bạn không phải là cái người trông ngóng gì quá về tình cảm, về tình yêu đâu. Mà bạn có những cái mục tiêu, có những cái gọi là dự định trong công việc, trong tài chính nhiều hơn là việc tình cảm. Tình yêu đối với bạn có lẽ bây giờ là tình yêu đến em không mong đợi gì, mà tình yêu đi thì em cũng không hề nuối tiếc. Nhưng mà bằng chính cái năng lượng mà kiểu như là không trông ngóng cũng chẳng vã hay là không than ế của bạn ấy, bạn tập trung vào cái công việc của bạn rất là nhiều ấy, thì vô tình cái năng lượng đấy của bạn ấy nó đang gọi soulmate đến với cái cuộc sống của các bạn. Và mình thấy là mình không biết trước kia bạn đã trải qua chuyện gì, nhưng mình thấy là cái tầm nhìn của bạn, cái góc nhìn, cái gọi là cái lăng kính của bạn ấy, nó đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ bạn là một cái người mà nhìn tất cả mọi thứ ấy mở một cái góc độ, ở một cái con mắt rất rất là khách quan. Và bạn nhìn thấy toàn bộ giống như là một bức tranh toàn cảnh. Bạn không đi vào những cái đau khổ, những cái chi tiết nữa, mà bạn tập trung vào những cái gì mà thực sự đem lại cho bạn cái sự đầy đủ, phong phú trong cuộc sống. Và chính bởi vì thế, bằng cái năng lượng đó của bạn, thì bạn đang gọi một soulmate bước vào trong cái cuộc sống của bạn. Người này bạn có thể gặp qua công việc, hoặc là bạn gặp vào cái lúc mà bạn không còn quan tâm đến cái gì liên quan đến tình yêu nữa, mà bạn tập trung cực kỳ chăm chỉ và dồn tâm huyết cho công việc của bạn. Bạn có thể gặp người này thông qua bạn bè, hoặc là thông qua những cái buổi tiệc tùng, những cái buổi giao lưu vui chơi gì đó. Cái người này á, là một cái người rất là chín chắn trưởng thành. Họ chín chắn trưởng thành về mặt cảm xúc. Ở đây có người thuộc cung nước, xong người cửa giả bảo cạp, cung đất, marketing, cư sở nữ. Và nhớ nha, những cái cung này mà mình nói ấy, nó chỉ là cái cung hiện lên thôi. Còn đâu, chúng ta có rất là nhiều cung, không cần để ý nhiều quá đến cung làm gì cả. Ở đây mình thấy là bạn đã nhìn tất cả mọi thứ với một cái con mắt khác, với một cái góc nhìn khác. Cho nên là mình thấy tình yêu trong cái năm 2020 này của các bạn ấy, nó giống như là một cái tình yêu mở cửa, giống như là bạn bước ra thế giới và bạn nhìn cái thế giới với một cái ánh mắt khác. Nhưng mà ở đây có một vấn đề, đấy là có cái lá bài này. Mình lúc đầu mình khá thắc mắc là không biết là rời đi, let go ở đây, buông bỏ, let go là let go cái gì. Thì mình có rút thêm bài. Thì rút thêm bài thì nó ra cái thông điệp đó là hãy buông bỏ, hãy rời bỏ những cái gì mà nó thuộc về cái chuyện xưa cũ đi. Mình biết là bạn nắm được cái góc nhìn chính xác rồi, nhưng mà có thể trong thâm tâm bạn, trong trái tim bạn vẫn còn một cái gì đấy lưu luyến về chuyện cũ. Cho nên là hãy buông bỏ nó đi. Và mình thấy là cái mối quan hệ tiếp theo nó đến với bạn ấy, nó an toàn để cho bạn yêu. Cho nên mình thấy có rất là nhiều khả năng cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ tiềm năng, có đi đến một cái gì đấy lâu dài, cam kết vững chắc. Ở đây mình thấy là một cái hành trình mới, nó trong chuyện tình cảm của bạn ấy, nó đang bắt đầu rồi. Và khi mà người này đến ý, nếu như bạn cũng có tình cảm, hãy nói ra cái sự thật của bản thân bạn, đừng giấu bản thân. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà bạn ổn với bản thân mình như thế này á,
thì bạn cũng sẽ đón nhận mọi thứ thôi, bởi vì tụ bài này mình cảm nhận là bạn rất cân bằng với mọi thứ. Duy chỉ có một điều duy nhất, đấy là hãy buông bỏ, hãy thả lỏng bản thân, hãy buông bỏ những cái gì thuộc về quá khứ đi. Bởi vì đôi khi bạn vẫn còn có những cái gọi là những cái ký ức cũ, đôi khi nó còn trỗi dậy. Rất nhiều lá bài nói về cái tầm nhìn, cái sự thay đổi góc nhìn. Ok, mình sẽ xem thêm. Đối với những bạn nào á mà còn đang vã mà kêu ế thì mình nghĩ là không hợp với cái tụ này đâu, bởi vì cái tụ này á, năng lượng của các bạn là một người quá là mạnh mẽ, một người biết bản thân mình cần gì, muốn gì. Cho nên là bởi cái năng lượng đấy á mới gọi được soulmate vào trong cuộc sống của các bạn, gọi cái người thực sự gọi là hợp đúng gu về năng lượng và trong cuộc sống. Bạn giống như là một người chiến binh tiến lên phía trước, bạn làm chủ mọi thứ, bạn chủ động mọi thứ trong cuộc sống của các bạn. Bạn biết là bạn phải làm gì để có được sự phong phú, có được sự đầy đủ. Tình yêu đối với bạn ở thời điểm hiện tại nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng mà tình yêu lại thường đến vào lúc mà chúng ta không mong đợi nhất. Ok. Sẽ rút thêm lá xem cái. Ở đây thì không nói nhiều về cái đối phương, đối tượng của bạn trong năm 2020, mà mình nói rất là nhiều, thấy nói nhiều về bạn lắm. Bởi vì cái năng lượng của bạn nó rất là mạnh. Bởi vì bạn đã học được bài học lớp cho Selford. Không có gì phải nói cả, bởi vì nó khi mà bạn học được cái bài học này thì chính cái năng lượng đấy gọi soulmate vào trong cuộc sống của các bạn. Người này cũng có thể đến với bạn thông qua một cái vị trí gọi là bạn bè trước, sau đó thì mới tiến đến tình cảm sâu sắc. Và đây là cái tình cảm rất là xứng đáng để mà nỗ lực, để cả hai có thể nỗ lực vì nó. Ok, đó là tụ bài đầu tiên. Chốt lại thì đối với cái tụ bài này thì mình thấy là năm sau các bạn có thể sẽ gặp được một soulmate. Và cái người này á chính là cái người mà bạn đã hấp dẫn, đã sử dụng cái năng lượng của bản thân để hấp dẫn cái người này vào trong cái cuộc sống của các bạn. Bởi vì bạn đã học được cái bài học về tình yêu thương bản thân. Hãy buông bỏ những cái gì mà nó còn liên quan đến quá khứ ấy. Hãy buông nó đi, hãy để cho nó ra đi và chờ đợi cái sự thành công này nó sẽ đến với bạn. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 2, đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là thông điệp tình yêu năm 2020 dành cho các bạn là gì, thì đối với những cái bạn tụ bài số 2 này ạ, thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại có thể là bạn, nếu như chưa ở thời điểm hiện tại bạn chưa đạt được đến cái mức độ này á, thì có thể là trong năm 2020 á, bạn sẽ ngày càng ý thức hơn được về cái giá trị bản thân các bạn. Tại sao khi mà luôn nói đến tình yêu, người ta lại nói đến cái tình yêu mà yêu thương bản thân của mình trước? Bởi vì khi mà chúng ta yêu thương bản thân chúng ta thì người khác mới có thể trân trọng chúng ta được. Bởi khi mà ngay bản thân chúng ta cũng không trân trọng thì chúng ta sẽ không thể dạy được ai cái điều gì là họ phải yêu thương mình như thế này như thế kia được. Và mình thấy trong năm sau những cái bạn tụ bài số 2 á cũng ngày càng ý thức được giá trị bản thân, cũng biết cách ngày càng chăm sóc và tỏa ra một cái năng lượng rất là thu hút người khác với cái lá bài này. Ở đây bạn cũng là một cái người mà hiểu rất là rõ rằng cái tình yêu thương bản thân, rằng là cái self love, cái sự chăm sóc bản thân mình ấy, nó có sức mạnh lớn như thế nào. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây á có một vấn đề, đó là bạn kiểm soát bản thân hơi nhiều. Thứ nhất đấy là bởi vì có thể là bởi vì những cái trải nghiệm cũ trong quá khứ của bạn ấy, nó khiến cho bạn cảm thấy, ví dụ như là bạn ý thức được cái vẻ đẹp của bản thân này, tuy nhiên thì bạn ngại chia sẻ bản thân với mọi người, bạn ngại cái việc là nói chuyện. Mình lấy ví dụ như là bạn ngại cái việc nói chuyện, ngại cái việc giao tiếp với mọi người, trong khi bạn thừa biết là khi mà mình nói chuyện, mình giao tiếp với mọi người á, mình sẽ tạo được ấn tượng rất là tốt.
Mình thấy bạn kiểm soát rất là nhiều bản thân. Bên cạnh đấy là bạn trong đầu của bạn ấy suy nghĩ quá là nhiều về cái việc đấy là bạn muốn cái gì. À, bạn muốn cái gì thì bạn vẽ ra một cách gọi là quá là rõ ràng chi tiết. Mình lấy ví dụ như là cái người đấy thì phải cao 1m8 này, phải 6 múi này, phải thế này, phải như thế kia. Tức là cái tiêu chuẩn đấy của bạn nó không sai, nhưng mà chúng ta chỉ nên đặt những cái tiêu chuẩn ở một cái mức là nó vừa phải. Quan trọng là cái tính cách và tình cảm người đấy dành cho bạn như thế nào. Chứ còn bạn bạn ghi một cách quá là rõ ràng như thế, nó khi mà bạn gửi đến cho vũ trụ cái mong muốn đó ấy, thì nó giống như là nó giới hạn những cái điều tốt đẹp hơn đến với bạn. Bởi vì vũ trụ mới là cái người biết được rằng là cái điều gì thực sự tốt cho chúng ta. Và ở đây khuyên bạn ấy, với cái sự thu hút bản người khác của bạn ấy, thì hãy mạnh dạn bước ra khỏi cái vùng an toàn, hãy bước ra với thế giới. Và các bạn biết không, có rất là nhiều phép màu, có rất là nhiều những cái sự hỗ trợ từ vũ trụ vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Cái lá bài này nó nói về cái việc đấy là những cái phép màu á, nó là vô tận. Cho nên là đừng giới hạn bất kỳ một cái điều gì là mình phải như thế này, mình phải được cái như thế này thì mới là phép màu, mình phải được cái như thế này thì mới là tốt. Bởi vì chúng ta sẽ không biết được rằng là cái điều gì mới thực sự tốt cho chúng ta đâu. Mình không biết giải thích thì mọi người có hiểu không. Và ở đây có cái lá bài này, nó nói về cái việc đó là hãy đầu hàng cái năng lượng mạnh hơn tôi, cái năng lượng tuyệt vời hơn tôi. Tức là hãy xuôi dòng và để cho vũ trụ làm phần việc của vũ trụ. Chứ bạn đừng can thiệp nhiều quá, thì thi thoảng bạn lại ví dụ đi xem tarot xem là người đấy đến đâu rồi hay là như thế nào đấy chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra thêm rất là nhiều cái lực cản, khiến cho cái người đấy, khiến cho ai đấy đến với cuộc sống của bạn ấy nó chậm hơn so với dự kiến. Cho nên là mình nghĩ là cái thông điệp tình yêu lớn nhất trong năm 2020 dành cho các bạn chọn tụ bài số 2 đó là phải vượt qua được cái suy nghĩ cản trở của chính bản thân các bạn. Và lạc quan lên, hãy thả lỏng mọi thứ, hãy để cho mọi thứ xuôi dòng, và vũ trụ ấy có cách làm việc riêng của vũ trụ. Cho nên là đừng đừng nghĩ là mình giỏi hơn vũ trụ hay là mình cầm đèn chạy trước ô tô hay gì đấy cả. Và nếu như bạn thả lỏng bản thân hơn, bạn để cho mọi thứ xuôi dòng, để cho số phận được, cái bánh xe số phận nó quay một cách tự nhiên á, thì mình thấy là mặt trời sẽ đến với bạn thôi. Mặt trời này, mặt trời đã đây, mặt trời đấy chứ. Mình thấy là sẽ có một cái mối quan hệ, một ai đấy sẽ bước vào trong cuộc sống của bạn. Cái người này sẽ đến rất là bất ngờ và sẽ không giống như những gì mà bạn tưởng tượng đâu. Cho nên là thôi, cái việc giới hạn bản thân bởi những cái tiêu chuẩn quá là cứng nhắc đi. Và khi mà người này đến thì đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi, hãy cho cái người này cơ hội. Mình thấy là họ sẽ đến và tán tỉnh bạn đấy. Ở đây thì hiện lên là một người đàn ông rồi. Nhưng mà cái giới tính ở đây như mình nói là không quan trọng nha. Họ sẽ đến và tán tỉnh bạn. Nhưng mà nhớ nha, làm cái phần việc của bản thân. Đấy là lạc quan này. Biết được cái sự thu hút của bản thân các bạn này. Và bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, giao tiếp nhiều hơn. Giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Trao đổi nhiều hơn. Và hãy để cho vũ trụ làm phần việc của vũ trụ. Đừng can thiệp vào, đừng cố gắng tác động bằng việc này, việc kia. Một lá nữa nhá. Đây, cái lá này rất là hiện ngay ra nhưng mà mình rút, đây là keep an open mind, có nghĩa là hãy mở rộng cái tâm trí của bạn ra để đón nhận người này. Đây, soulmate của bạn là một cái người mà không giống với cái tuýp, với những cái gì mà bạn suy nghĩ trong trong đầu đâu. Nó quá, cái tụ bài nó quá là gọi là thống nhất với nhau đi, nó chung một cái thông điệp đi, là hãy mở rộng tâm trí để đón nhận người này vào. Người này sẽ đến một cách rất là bất ngờ đấy, và gây choáng đấy, không không phải là dạng vừa đâu.
Ok, chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 3 đây là trải bài chung. Chính vì vậy, đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là thông điệp tình yêu năm 2020 dành cho các bạn như thế nào? Thì mình thấy ở cái tụ bài này á, nó khác hoàn toàn năng lượng so với hai cái tụ bài trước. Hai cái tụ bài trước thì nó có thể nó nói về cái tình yêu thương bản thân rất là nhiều, về là các bạn ấy đã ý thức được giá trị của bản thân các bạn ấy rồi. Thì mình thấy ở đây các bạn ở tụ bài số 3 còn những vấn đề cần phải giải quyết với bản thân, cần phải chữa lành. Mình thấy là dường như bạn đã trải qua một cái mối quan hệ hoặc là một cái tình huống nào đó nhá, có thể là với một karmic soulmate. Karmic soulmate là gì? Karmic soulmate là những cái người soulmate, người có kết nối linh hồn đặc biệt với bạn, đến để dạy cho bạn bài học, sau đó là người đó rời đi chứ không ở lại trong cuộc sống của các bạn. Hiểu nôm na nó là như thế. Còn đâu nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể gõ thêm là tìm hiểu về bốn kiểu soulmate nha, chứ không phải lúc nào cũng soulmate thì cũng là tình yêu cuối cùng hay là true love hay là gì đâu nha. Mình thấy là bạn đã trải qua một cái mối quan hệ hay là một cái tình huống nào đó liên quan đến một karmic soulmate mà người này thì bạn lại cho rằng họ là đầu ăn của bạn. Trước đây bạn nghĩ rằng là họ là số 1, họ là duy nhất, họ là cái người cuối cùng dành cho bạn hay là như thế nào đấy, đại loại vậy. Nhưng mà khi mà cái người này rời khỏi cuộc sống của các bạn ấy, nó để lại cho bạn rất là nhiều những cái sự tổn thương và đau đớn. Bạn ở thời điểm hiện tại đã ổn hơn thời gian trước rất là nhiều rồi, nhưng mà mình thấy là có thể các bạn vẫn sẽ còn những cái suy nghĩ trách móc bản thân mình, trách móc mối quan hệ này chưa tha thứ được cho họ hay là như thế nào đó. Thì trong cái năm sau ấy, mình thấy là bạn cần, đây là cái khoảng thời gian để mà bạn chữa lành cho bản thân các bạn, chữa lành cho những cái tổn thương cũ. Và năm sau á, sau khi mà các bạn năm sau ấy, các bạn sẽ thực hiện cái sự chữa lành này. Bạn sẽ rời bỏ khỏi cái tình trạng của lá bốn xu này, tức là bạn rất là bó hẹp bản thân, bạn rất là ôm, bạn có thể là trước đây bạn từng rất là cố chấp, hoặc ở thời điểm hiện tại nhá, bạn rất là cố chấp, không chịu buông bỏ cái mối quan hệ đó, và bạn cứ khư khư là soulmate, là gì đó, là đầu ăn, là true love này nọ, bạn không chịu buông cái người này ra ấy, thì sang năm sẽ là cái khoảng thời gian bạn buông bỏ nó, bạn buông bỏ cái mối quan hệ cũ, cái câu chuyện cũ, những cái tình huống cũ, nó không đem đến cho bạn cái sự bình yên. Mình nghĩ là mệt rồi, bạn mệt rồi, và bạn sẽ buông nó xuống, bạn sẽ hành động vì bản thân bạn nhiều hơn, và bạn sẽ dần dần lấy lại được cái sự cân bằng, sẽ tìm lại được cái niềm vui ở trong cái cuộc sống. Và mình thấy là sẽ có những cái cơ hội khác đến với cuộc sống của các bạn. Đó, mình ở đây thì nó không rõ ràng ra là cái cơ hội đó như thế nào, người này như thế nào, như thế nào. Mà là nó nói về cái việc đó là sẽ có rất là nhiều cái sự vui vẻ trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn. Đó có thể là những cái sự may mắn này, những cái sự ngọt ngào, vui vẻ. Chứ còn đi đến đâu hay không thì tụ bài này không nói rõ. Nhưng mà nếu như bạn có ý định là định tìm kiếm một ai đó để mà lấp chỗ trống hay là để chữa lành cho bạn hay là như thế nào ấy, thì đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để mà bạn tìm kiếm một ai đó để chữa lành những cái tổn thương của bạn, bởi vì cái sự tổn thương của bạn ấy chỉ có thể chính bạn chữa lành mà thôi. Và mình ở đây có cái lá bài nói về cái việc đó là bạn xứng đáng với tình yêu, cho dù như thế nào đi chăng nữa, bạn từng tổn thương đến như thế nào đi chăng nữa ấy, thì hãy luôn biết rằng là bản thân bạn luôn luôn xứng đáng với tình yêu, luôn luôn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp nhất. Và cho nên là hãy buông bỏ những cái cố chấp cũ, những cái mối quan hệ cũ, những cái gì đã cũ đi, và dành thời gian chữa lành cho bản thân. Wow. Hãy học cách yêu thương bản thân các bạn và tìm lại được cái sự cân bằng. Mình thấy là
Năm sau sẽ là một năm các bạn học được cái bài học này. Như hai tụi bài kia thì là đã học, gọi là học cũng gọi là được 7, 8, 9 phần rồi đấy. Thì bắt đầu trong trong cái năm sau của năm 2020 này á, của cái bạn tụ bài số 3 thì các bạn đầu sẽ học cái bài học này. Và khi mà bạn học được tình yêu thương với bản thân bạn ấy, bạn trân trọng bản thân bạn ấy, bạn biết là bản thân bạn xứng đáng với cái điều gì, với tình yêu ấy, thì soulmate thực sự sẽ đến với bạn. Tức là cái người mà không phải karma của bạn sẽ đến. Soulmate ở đây thì sẽ có rất là nhiều kiểu, nhiều loại khác nhau. Hãy giải phóng bản thân ra khỏi cái gì liên quan đến người cũ, những câu chuyện cũ đi, để chào đón bước sang một cái năm mới thật là nhiều sự thoải mái, trọn vẹn với tình yêu thương bản thân. Được rồi, mình sẽ xem một chút. Còn đối với cái mối quan hệ cũ ấy, mình thấy là hai bạn có thể ở thời điểm hiện tại đang ngắt kết nối, thì trong năm sau có thể là cái người này sẽ tìm cách để liên lạc lại với bạn. Họ liên lạc bạn vợ lại với bạn để làm gì? Thì mình thấy là mình không rõ là họ liên lạc với bạn lại để làm gì, nhưng mà mình thấy họ cũng chả phải là cái người mà tốt đâu. Khi mà họ quay lại, họ cũng không phải là có quay lại với cái ý định tốt gì đấy, tốt đẹp đâu. Cho nên là hãy cẩn thận với cái người này. Hãy cẩn thận đến những cái dấu hiệu, bởi vì rất có thể người này khi mà họ quay trở lại á, họ lại tìm cách lừa dối bạn hay là làm bạn tổn thương một lần nữa. Cho nên là cho dù thế nào á, hãy chọn bản thân mình, hãy chọn tình yêu thương với bản thân, và bạn cần phải biết rằng là điều gì thực sự xứng đáng với bạn, còn cái gì mà nó không xứng đáng á, hãy giải phóng nó đi, hãy để cho nó đi. Và cũng thôi cái việc trách móc bản thân nha, thôi cái việc trách móc cái mối quan hệ này. Cái quan trọng là khi mà chúng ta vấp ngã ấy, tại một chỗ ấy, chúng ta có ngã lại lần thứ hai ở chỗ đấy hay không? Một lần thì là do định mệnh đúng không? Hai lần thì là do mình chưa khôn. Ok, đó là thông điệp tình yêu của tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye, mình chúc các bạn một năm 2020 chuyện tình cảm cũng như là công việc, tất cả mọi thứ thuận lợi. Bye bye.